Vâng, bọn Bún xin chào các bạn. Trên tay bọn Bún là một con tích cọp các bạn nhá. Có cái miệng rất là to này các bạn này. Và cái đôi mắt cũng rất là to nhá. Đây, há miệng cho các bạn cùng xem này. Tích cọp. Và bạn nào mà muốn có một cái đồ chơi tích cọp há miệng như thế này thì xem video bọn Bún hướng dẫn các bạn cùng làm nhá. Để gấp được con ếch há miệng như thế này các bạn nhá. Ếch cọp thì chúng mình cần chuẩn bị một tờ giấy hình vuông như bốn chuẩn bị đây, và chúng mình sẽ gấp các nếp gấp trước nha. Đầu tiên chúng mình sẽ gấp đôi lại hình chữ nhật. Sau khi có gấp đôi rồi thì chúng mình lại mở ra, chúng mình quay tờ giấy và chúng mình lại gấp đôi tiếp nhá. Sau khi đã có hai nếp gấp đôi rồi thì chúng mình sẽ cầm tờ giấy gấp sao cho cái cạnh sườn ngoài này trùng với cạnh ở giữa. Và bên kia chúng mình cũng làm tương tự nhá. Sau khi được như thế này rồi thì chúng mình cầm ở ngoài đây này, chúng mình gập lại sao cho cạnh này trùng với cạnh này. Mình gấp lại và bên này chúng mình cũng làm tương tự nhé. Đấy, chúng mình mở ra và có các nếp gấp như thế này rồi thì chúng mình cầm ở góc tờ giấy này, chúng mình gấp vào trong đây sao cho cái góc này trùng với cái điểm giữa đây nhá. Và bên này chúng mình cũng làm như thế nhá. Và chúng mình cũng làm tương tự với cái tờ này. Sau khi được như thế này rồi chúng mình mới mở ra và chúng mình gấp thành nếp như bốn nhá. Đây. Đấy, chúng mình gấp như thế này. Đây các bạn nhá. Mở ra gấp vào như thế này. Bên này cũng thế nhá. Đấy. Và chúng mình làm tương tự với cái cạnh này. Đây. Chúng mình mở ra này. Mình gấp lại như thế này. Bên này cũng thế này. Đây các bạn nhá. Đấy. Sau khi được như thế này rồi ấy, thì ở cạnh này này chúng mình gấp đôi lại như thế này. Gấp đôi lại như bốn nhá. Cho bên phần này cũng thế này. Sau khi gấp vào như thế này rồi đúng không? Chúng mình đưa cái nếp gấp này vào trong. Đây, chúng mình đưa vào trong đây, mở ra. Đây, mình vứt mạnh, bên này cũng thế này. Cho nếp gấp vào trong. Và chúng mình cầm tờ giấy gấp đôi lại như thế này. Sau khi gấp đôi lại như thế này rồi đúng không? Chúng mình với ngược lại. Và đây, muốn gấp cái góc này vào cái nếp gấp này nhá. Chúng mình gấp như thế này. Và bên này chúng mình cũng làm tương tự nhá. Đó, chúng mình vuốt mạnh ra. Đây các bạn này, sau đó chúng mình gấp cái phần này lên này, gấp hai phần này lên. Đây, hai đây là hai cái phần mắt này, và đây chúng mình mở ra. Đấy, chúng mình gấp đôi lại. Đây là miệng con ếch. Sau đó chúng mình mở ra như thế này. Đây các bạn nhé. Và đây phần trên này, hai phần chân này chúng mình đưa ra ngoài. Chân ếch này, đấy, có miệng này, ếch cọp. Và bây giờ chúng mình chỉ cần dán cái đôi mắt vào cái con ếch là xong. Và chúng mình cắt cái lưỡi nhá. Đây, như bốn chuẩn bị cái mắt
có sẵn. Nếu bạn nào không có mắt có sẵn thì chúng mình có thể vẽ vào cũng được. Và chúng mình dính vào đây. Đấy, ếch mắt rất to và đẹp nhá. Đấy, chúng mình dính vào đây. Thế là đã xong đôi mắt. Và công việc tiếp theo chúng mình sẽ dùng tờ giấy đỏ nhá. Chúng mình gấp cái lưỡi. Đấy, như muốn gấp đôi lại. Sau đó muốn dùng kéo cũng muốn cắt nhá. Đây nhá, khi cắt xong rồi muốn uốn cái phần ở trên đờ cho nó cong một chút. Mình cuộn vào. Đấy, cho cái lưỡi hơi cong lên một chút. Và chúng mình cần dính băng dính hai mặt vào đây nhá. Sau đó chúng mình cho cái phần lưỡi ra vào bên trong. Thế này. Mở con ếch ra. Chúng mình căn thật chuẩn nhá. Sau khi có cái lưỡi rồi đúng không? Và muốn dùng băng dính hai mặt dính ở đây hai sườn cho hai cái miệng nó chắc lại nhá, không bị bong ra ngoài. Mình không dùng băng dính hai mặt thì chúng mình có thể dùng keo hò các bạn nhé. Sau đó chúng mình gập lại. Đây, vậy là mỗi bún đã làm xong con ếch nhá. Đấy, có thể há miệng này. Ếch ộp. Đây các bạn nhé. Cái phần tay cầm mở miệng ra này. Ếch ộp. Vậy là bốn bún đã hướng dẫn các bạn làm xong con ếch há miệng. Chúc bạn làm thành công. Bốn bún cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của bốn bún các bạn nhé. Bye bye.